Mình bên vi tính hơn thanh nhàn hôm nay mình chia sẻ anh em cách vệ sinh máy laptop Asus K43E. Cảm ơn anh em và quý vị theo đã bỏ thời gian theo dõi. Dịch là nó mất hết nó không hết lên rồi. Thì mình tháo pin, tháo nắp ngoài, thấy ốc nào cứ mở nó ốc đó. Mình gắn vô thì gắn ngược lại thôi. Nhiều kỹ thuật thì nhiều cách mở, nhưng mà mình chia sẻ theo cách của mình làm quen. Thấy ốc rồi cứ mở, để ý cho nó ký hiệu. Anh em mới vô nghề thì thấy nhiều khi ký hiệu ML2822X8 gì đó. Mình đánh dấu mũi tam giác đen, tam giác trắng gì. Làm chút đó khi mình thấy chỗ đó mình cứ mở, mình gắn vô gắn ngược lại thôi. Tám trường hợp gắn chồng lên, ốc chồng ốc mà mình gắn mình ráp không được. Thấy ốc một ký hiệu như là M2 là 2X23, 2X231 gì đó. Wi-Fi cũng vậy, mình cứ gỡ bình thường. Nguyên tắc mở là thấy ốc thì cứ mở. Khi mình gắn vô thì mình thấy ký hiệu cái tầng nào nó có ký hiệu giống nhau, mình cứ siết ốc tầng đó. Siết dư thì mình tầng sau nó mới siết không được. Tháo bằng phím thì nhiều cách, mình tháo cho kỹ cho không có mẻ laptop của khách. Còn này có nhôm trắng, mình sẽ mở ấp rồi thì mình cứ nại mạnh dạng mạnh tay gỡ lên thôi. Có nhà thì mình trường hợp này thì mình gắn vô, gỡ vô bụng mình móc chốt được xong rồi. Cứ vậy thấy ốc cứ mở, thấy ngàm cứ mở luôn. Này dưới bàn phím thì có một số ốc như nè, ốc nhỏ hơn 1. Hai,
3. Con này nó thứ 4, 4. Năm, thằng dưới cái bàn phím thì cái năm á. Ký hiệu là M2 nhân 3, M2 nhân 8. Ủa sao đây còn con 6. Nguyên bác thái ốc cơ mà. Rồi, mạnh dạng mạnh tay nó không ảnh hưởng gì hết. Thằng này để vệ sinh thì mình lã luôn cái tá men ra, để nó thấy hoài. Đây, cáp cáp màn hình. Men này cực kỳ dơ. Này cáp di chuyển của cổng USB âm thanh. Rồi mình thấy đây đây mấy ốc. Đây mình gỡ đi đi ra. Đi từ từ qua. Rồi trước khi tháo ấy mình chùi sơ cái này. Vệ sinh sơ men. Đây, nhìn cho ký hiệu ốc nào phải gỡ nào mới. Này chụp trái chụp phải, nó chụp trái để nó hơi hết thì mình thử này. Này mình xịt là B7, nó không ảnh hưởng gì tới men. Ngoài trừ chip. Này nó ký hiệu ốc gài men là cái này ký hiệu men này thì là tam giác trắng ha. Ngọt con. Rồi tới đây một tam giác trên cái quạt hai con, càng vô trong ốc càng nhỏ thì tỷ dòng má. Đây xong rồi gỡ đây, gặp cát cứ gỡ, gặp dây nguồn thì cứ gỡ. Rồi bỏ máy qua bên này. Đây mình xử lý vệ sinh men thôi. Đây điện nguồn CPU, fan CPU chứ, xin lỗi. Đây, hai con, ba con, bốn con. Thì mình dùng cỏ mình vệ sinh trước. Table.
thấy em nói chùa sạch này vệ sinh rồi rất là dơ, rất thêm ma tẻ nhiều. Sau khi mình vệ sinh quạt thì mình vô một chút cái tán nhiệt. Mình gắn ngược thao tác mình gỡ ra bóng ốc. Mở thì trước khi mình gắn men, gắn hai ốc, gắn cáp, nguồn cáp màn hình, gắn cáp của lo, mình gắn cáp của chuột và bo kích nguồn. Đây là cáp bo kích nguồn, đây là cáp của USB, xin lỗi, cáp của mao và đạn, miếng chuột. Hãy mở 6 ốc, mình gắn là 6 ốc thôi. 1 2 ốc ngắn mình nhìn mình tháo mình nên để ý để dễ dàng cho mình. 3 4 5 5 là luôn con ốc của DVD. Đó. Mình tự tin thì mình gắn luôn bàn phím. Mình tháo hai ngàn nó la lỏng lỏng ra, nhét cái bo sợi cáp của bạn fiber vô nhớ gắn chặt tay được. Xong. Tự tin mình gắn vô luôn. Trả lại. Mình gắn Wi-Fi. Wi-Fi này mình gắn ốc ngắn thôi. Đây. Gắn ốc cứng.
Này ký hiệu M2X8 ha.